Rồi mình mới tìm được cái hang này mọi người. Hang này to lắm đó nghe. Hang này to này có lý lắm. Hướng đi nè mình lại. Xe trật cớ rồi nó không đi. Rồi dứt nè mọi người, dứt nè. Đó. Dứt mình đang xe mình nghe nó kêu giật một cái mà. Ui thả rồi. Đang xe nó kêu giật một vài là mình nghi rồi. Đó dứt lại nè. Ui khủng khủng. Ui khủng mọi người. Đi mà nắm nó chặt nha. Ui khủng. Ui. Đâu vào thùng đó. Rồi rồi. Để mình đưa lên tay mình quay cho mọi người xem. Ơi. Đây cái hang khủng là mình nghĩ rồi. Ôi lên tay này có bờ cao lắm mọi người ơi. Đây, lên tay giải quyết an toàn cho mọi người xem. Ui đà. Ơi nó tuyệt vời gì đâu luôn. Rồi. Để mình mát ra mình quay cho mọi người xem nha. Rồi gặp được mấy em khủng là thấy trong người nó sướng ra mọi người ơi. Em để cái máy ngang. Rồi. Ui đã gì đâu mọi người. Để mình quay mọi người xem. Đây. Đây mọi người. Đã chưa? Trời cái hang nó. Thấy cái hang khủng là mình quái rồi. Cái thấy không, khủng là mình ghiền thôi. Đã. Con này là về là phải lấy căng cho mọi người xem thôi. Phải căng thôi. Đã chưa? Ôi. Lâu nay xảy hàng khủng mét. Này có em khủng mét được rồi, ngon lành. Ôi. Nhức nách mọi người ơi. Ôi, ngon lành nha. Tuyệt vời luôn. Rồi để mình nhúng cái xin rồi dưới đây mình có tìm được cái hang nè mọi người nè. Hang này cũng khá là to nha. Mình thấy là có một cái đường đi nằm ngoài nè. Đó, với một cái đường nằm trong. Để mình sẽ cao cái đường nằm trong nha. Hang này khá là to đấy. Khả năng dễ đụng hàng. Hang to là thấy sướng rồi. Ui an buồn, an. Ui dứt rồi. Rồi dính. Ui thả làm liền mọi người ơi. Ui dụt rồi. Ui ngã rồi. Đi móc màu khác nha. Ui thả nó chụp liền mọi người ơi. Rồi để đợi mình tí nha, để mình móc dung khác nha. Thế mà nó thả nhanh dữ ta. Chụp nó lâu nhanh quá. Nó không nuốt mà nó lâu nhanh quá. Rồi nó ăn lại nữa sao mọi người. Nè ăn lại nè. Ăn nhẹ nhàng luôn nha.
rồi dính rồi. Nó ăn không hay mọi người ơi, ăn nhẹ nhàng không hay luôn. Bỏ tàu. Ui hàng mọi người ơi, hàng. Ui đi mình đưa lại. Ui hàng. Ui nó ăn lại nhẹ nhàng không hay luôn mọi người ơi. Ui phê. Rồi, an toàn rồi mọi người không sao. Rồi đây mọi người ơi. Wow, rồi đúng đã luôn nè. Đúng hàng mọi người ơi. Ui, con này nó ăn không nha. Công nhận nó ăn không luôn, mình công nhận nó ăn không luôn á. Nó ăn phát đầu tiên là nhẹ nhàng rồi. Phát đầu tiên nó ăn nhẹ nhàng rồi cứ mình bị sảy. Làm phát sau dứt liền. Em này cỡ 500 g mọi người, cỡ 5 lạng đây. Ngon. Ngon lành nha. Thôi, thì mình cho nó vào bọc nha mọi người nha. Lương hàng cái này thì thôi kéo phê đúng phê luôn. Ui, đã. Tuyệt vời nha mọi người nha. Quá là đã luôn. Rồi mới tìm được hang này mọi người. Hang này được lắm mọi người ơi. Có vẻ to đấy. Bộ ốc này. Đường hang có đường lắm ạ. Ôi ốc luôn. Rồi dứt. Ui nó lây nó chụp cái kịch. Rồi dính rồi. Có vẻ lắm mọi người. Ui chuột rồi. Chuột rồi, em móc màu khác nha. Ui cái đó hơi bị đau đấy. Đau đau mọi người. Nó lây. Ui nó ụt về đau. Rồi ăn lại mọi người. Ai điện thoại mình nữa mới nè. Để nốt nha. Rồi yên. Ui to mọi người ơi. Con này to rồi. Con này to mọi người ơi. Con này mà sức là to luôn á. Rồi lành. Ui. Ui nó gãy kinh lắm mọi người ơi. Ui, rung tay nó mọi người. Lên gọt. Ui. Ui này trữ phân nữa là xong luôn rồi mọi người nghe. Ui dễ tốt lử quá chứ. Ui chắc phải mạnh ra một chút thôi mọi người ơi.
Ui nó rỉ. Ui con này nó rỉ dưới đây mọi người ơi. Ui. Ui. Ui chú choa nó bao to đây mọi người. Nó bao to này mà nó rỉ kinh quá. Ui. Mình rủ người với nó luôn mọi người ơi. Lạnh 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 lạnh. Bao to mà nó rít kinh dưới ta. Ui ui, ui. Mọi người ơi, nó trời mình sợ nó sức quá. Nó ép kinh lắm. Ui. Lấu cái đầu rồi, dính mép dưới mọi người. Ui là hàng mọi người ơi. Hàng mọi người ơi. Ui chua chua. Ui. Ui. Wow mọi người ơi. À khủng lồ. À khủng lồ. Khủng lồ khủng lồ khủng lồ. Rồi vào vào. Rồi vào vào vào. Để mình xách cái thùng này. Mình cho nó vào cái thùng nha. Mình cho nó vào cái thùng mình xách lên tay mọi người ơi. Ô cái này có cua vật. Ở đây có cua vật nè mọi người ha. Wow. Mọi người khủng lồ. Rồi an toàn nè mọi người ơi. À. Rồi để mình quay cho mọi người xem nha. Wow trời ơi nó đã. Trời mình gồng người với nó luôn mọi người ơi. Rồi rồi rồi. Trời nó phê. Phê quá mọi người ơi. Rồi. Đây mọi người để mình quay cho mọi người xem. Nó phê trời ơi nó phê. Đây mọi người ơi. Mọi người ơi. Đã. Trời ơi. Nó trước cái phát đầu tiên mình nghĩ là chắc nó toi rồi. Mình tưởng nó toi rồi. Ui là phát thứ hai con này nó phê gì đâu luôn. Ui mấy con này là về là phải lên cân thôi mọi người. Ui trời nó đã. Sướng quá mọi người ơi. Trời đụng hàng là. Đụng hàng là trong người mình là. Nó phấn khởi lắm, nó vui lắm mọi người. Có video hay cho anh em mọi người xem nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Mình không ngờ cái hang đó là con lươn to cỡ đó luôn nha. Rồi rồi, để mình cho nó vào bọc. Ui. Rồi, an toàn mọi người. Không sao đấy. Rồi dưới đây mình có tìm được cái hang nè mọi người. Đó. Hang này to lắm mọi người. Hang này dưới đồng hàng lắm ấy. Nó có một lỗ bên này với một lỗ bên này nè. Xe cái đường ngoài thôi. Trời cũng nắng quá mọi người. Nắng quá là nắng nước cái men lươn ở sau lắm này. Rồi ăn nè. Giúp nè. Dính luôn nghe. Rồi dính. Ui đá xuống lạc. Liền đá quá mọi người ơi. Thả xuống nó bập liền đá nghe. Ui ruột rồi. Ui. Trời ơi nó ngậm. Chưa hái cái con mồi luôn. Mình xe lại đi. Trời ruột cái đó. Không biết là sao đây còn dám ăn lại hay không đây. Lạ nghe. Nút cũng kỹ lắm là bị ruột nghe. Rồi nó lên nè.
lên, đẩy nước lên nha cha. Trời nén quá, rầu dứt. Để cho nút xíu nữa đi. Đừng có ói nghe. Ui to mọi người ơi. Còn này dễ đông hàng lắm. Ui cái gì nó vướng như này nó cứ ngát này chứ. Rồi lành lành lành. Lành 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 lành. Ui. Ui. Ui con này khủng mọi người. Con này khủng. Ui. Ui con này chắc bánh hàng rồi mọi người ơi. Ui nó riết. Con này chắc mình bánh cái hàng rồi. Người đợi mình tí nha, phải bánh hàng thôi. Không bánh hàng là không không đưa lên được á. Ui cái hàng nó to. Lạnh 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 mọi người ơi. Ui lạnh 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 rồi. Ui khổng lồ mọi người, khổng lồ. Ui khổng lồ khổng lồ. Ui trời nó đã quá. What the fuck. Ui đây mọi người, nơi đây là an toàn rồi, không không sao hết. Nơi đây là không bao giờ, không bao giờ xảy lường được. Đây mọi người ơi. Ui má ơi. Nhức cái nách luôn. Trời ơi nó đã. Ui đụng em cống là nó sướng rồi, cái đụng cống là nó sướng. Cái đụng được mấy hàng cống là người mình nó thấy nó phê rồi mọi người ơi. Phê đá luôn á. Rồi phải lên căng thôi. Phải lên căng thôi. Con này nó bị tróc ngay cái đầu mọi người. Bị tróc ngay chỗ đây nè. Ui con này 6 lạng có đó mọi người ơi. 6 lạng. Con này phải 6 lạng. Rồi ngon lành luôn. Rồi dưới đây mình có tìm được cái hang này. Hang to lắm mọi người ơi. Hang những cái hang ở thấy đá nha. Không kiếp luôn. Rồi mình câu nha. Những cái hang to như cái trái chừng ấy. Mấy hai này đụng em khủng khủng kéo cho nó đã nghe. Ui có đồng tính này, nước dân. Đau dứt. Ui không biết bao to đây mọi người ơi. Con này bao to đây. Ui hàng rồi mọi người ơi. Con này hàng, ui to đây. Ui con này tỉ tỷ ghê ta. Ui
con này tì lắm mọi người ơi, chưa biết là bao to thôi. Quá mọi người ơi, phê luôn. Đồng hàng là phê rồi. Wow. Quá là tuyệt vời luôn. Quá đã luôn mọi người ơi. Ôi đồng hàng là thấy sướng rồi, cứ thấy đồng hàng là thấy phê rồi. Rồi mét cỡ như vậy là làm sao mà xảy cho nổi. Mét cỡ như vậy là không cách nào mà xả cho được ấy. Rồi mình chia sẻ cho mọi người xem nha. Quá là đã luôn. Rồi mọi người ơi, mét cỡ như vậy là không cách là con nào mà xả cho nổi ấy. Quá là phê luôn. Mình thấy nó ốc len nhẹ nhẹ đó nha, là mình nghi ngờ rồi, nghi là chắc có em hàng nha. Rồi cứ thấy mà là thấy mà mấy cái hàng cũng là thấy phê rồi, cứ thấy hàng là cũng là thấy phê rồi. Đã chưa? Rồi để mình cho nó vào bọc nha. Quá đã. Rồi, tuyệt vời luôn. Rồi dưới đây mình có tìm được cái hang nè mọi người, khá là to luôn. Oh, hang này nó nằm ở dưới một cái lớp cỏ rất là dài luôn nha, dày đặc dưới đây luôn á. Mình vạch ra có đường hang có lý lắm á nghe, nước sao mà nó chào chào đây. Đường hang đã quá mọi người ơi. Mới ụp rồi sao ạ? Nè, lành mùi ơi, lành đứng nước luôn, nó ở đằng phía trong này, nó ở phía trong. Nó ngược lửa phía trong. Con này nó ở phía trong rồi, mình thấy đường nước chảy ra nè. Nhớ cho nó lầy nè. Có ngách ở chỗ đây nè. Hút lên đứng nước luôn à. Rồi ăn này, muốn lau ăn ghê nha. Đúng. Ui hàng đâu mọi người. Ui hàng khủng mọi người. Con mọi người ơi, rớt cái máy đi mình nắm lên nha. Rồi con to mọi người ơi. Đây mình nắm được rồi. Rồi, khoan nghe mọi người, để mình tắt cái máy rồi mình lên chỗ an toàn mình quay cho mọi người xem nghe. Để mình nắm lại đã. Rồi đây mọi người ơi,
Ui đúng đã luôn mọi người, xíu nữa là mắc luôn con lươn rồi. Nó nằm ở dưới cái lớp cỏ, cái hành nó mà nó nhủ xuống cái lớp cỏ là không cách mình đưa ở đây được luôn. Đây mình đã bỏ vào bọc an toàn rồi. Wow. Ui mọi người ơi, nè. Ui trời nó to. Mình thấy nó ụp lên ụp xuống là mình nghi rồi. Đúng đã luôn mọi người ơi, kéo con này đúng về luôn mình lên. Tuy con này là không mất sức với con này, nhưng mà lên là mình nắm đầu cái thời gian rồi mình nắm. Nó bị rớt cái máy ra ngoài đó, mình phải lia cái máy để mình chụp được cái con lươn này, chứ không thôi là không cách nào mà mình chụp được nó luôn. Mình bó vô trong người nè, cái áo mình nè mọi người, mình bó vô trong người luôn. Mình bó đi mình nắm riết con lươn lại nha. Chứ không thôi là nó mà tuột ra một cái là nó chung luôn ở dưới cái lùm cỏ là kiếm không cách nào ra luôn. Ôi nó đã quá mọi người ơi, con này là lên cân thôi. Mình nghĩ con này phải nằm tầm 7 lạng, trên 7 lạng nè. Đây mọi người, rất là to luôn nha. Đúng về luôn, thật sự đúng về luôn. Rồi vào cái mùa nén hạ như vậy, nén nóng như vậy mà đụng được mấy em lươn như vậy thôi. Mọi người thấy nha, anh em mọi người thấy cảm nhận như thế nào nè. Rất là phê luôn. Và rất là may là mình đã xử lý an toàn được cho đó, chứ không thôi là mắc luôn cái con lươn này là anh em chửi mình chịu không nổi luôn á. Đúng đã, mình sẽ căng cái con lươn này cho anh em mọi người xem trọng lượng của nó. Mình nghĩ con này phải hàng 7 trở lên, rất là đã luôn. Đúng đã, em này nhỏ rồi. Để mình cho nó vào bọc rồi mình còn một đoạn phía bên này nữa, mình dọc mình tìm hang tiếp rồi mình câu thử còn được con nữa không nha. Rồi đáng nó về mình sẽ lên cân, mình báo trọng lượng con này cho anh em mọi người xem luôn. Đúng về à, quá là tuyệt vời, không chịu vào luôn cái đùi của nó. Rồi để mình vào phần sau lưng đây, mình tìm thấy còn cái hang nữa không nghe mọi người nha. Rồi tiếp tục mình câu rồi mình về mình quay cho anh em mọi người xem cái trọng lượng của con lươn này nha.